Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài tiếng Việt cho tất cả các dòng Android. Nó không hỗ trợ với các bạn tiếng Việt. Đây là mình đang dùng cái Motorola Droid Turbo. Thì mình sẽ hướng dẫn cài các bạn cài tiếng Việt như sau. Nó không hỗ trợ tiếng Việt, nó toàn là giao diện tiếng Anh như thế này thôi. Thì mình sẽ vào cái trình duyệt Google Play. Vào Google Play đây. Ok, vào rất nhanh. Moro. Đây là mình đã mốt cái bàn phím tiếng Việt rồi. Nó cũng gõ được tiếng Việt luôn. Moro cơ 2 này. Chú ý nha. Phiên bản này hệ điều hành Android 5.0 nha. Hiện tại máy này đang chạy hệ điều hành Android mới nhất là 5.1. 5.0. Chọn không biết cái này có phải không, nhưng mà mình cứ đào 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 cái thứ hai này về. Sử dụng công nghệ màn hình Super AMOLED, điểm ảnh rất cao. Các bạn thử xem cái màn hình mình xem ở góc là 90 độ, gần 90 độ, gần 70 độ, 60 độ, màn hình vẫn sắc nét. Công nghệ Super AMOLED là nó không phải công nghệ IPS, là IPS mới là công nghệ mới nhất. Cái màn hình Retina của Apple ấy, nó là chạy công nghệ IPS nha, không phải công nghệ gì đâu, quá xa vời đâu các bạn ạ. Nó là công nghệ IPS nha. Đấy. Đây này, cái lúc nãy mình sẽ thay đổi cái giao diện màn hình của cái Droid Turbo này, mình đã thay đổi cái dành giao diện màu hồng rực rỡ như này. Đấy, mình vào cái phần mềm lúc nãy kia là phần mềm nào. Đây, mình sẽ vào lại cho các bạn xem này. Là phần mềm Slow Launcher, Slow gì ấy. Đây là chạy cái phần mềm này để cài giao diện cho nó. Mình đã cài cái giao diện cho nó rồi. Còn cái phần mềm Moroker này, các bạn open này. Khi open mại công nghệ cái phần mềm này, nó sẽ không phải là nó sẽ can thiệp vào cái lõm gốc, nhưng mà nó sẽ can thiệp vào cái hệ thống, nó sẽ dịch các từ ngữ đó na ná sang cái từ ngữ tiếng Việt của chúng ta, từ tiếng Anh sang tiếng Việt nha. Các bạn vào cuton này, sau đó các bạn đổi đuôi này thành đuôi vn vni được, chỉ cần đổi đuôi vni là được, ok. Hoặc là các bạn nhấn vào đây, hoặc ở dưới này mình sẽ Việt Nam Mít nha. Ở thành phố nào? Việt Nam này. Ở trên này thì các bạn chọn Việt Nam, cũng cho Việt Nam mình này. Việt Nam Mít. Sau đó các bạn chọn set này. Chọn update này. Lưu ý nó đang update này, các bạn chờ một tí. Bây giờ ở dưới này nó sẽ hiện ra ngay mà. Sâu này. Các bạn phải bật chế độ các bạn cần phải bật chế độ USB debug lên. Mình sẽ hướng dẫn các bạn bật chế độ USB debug lên. Chân lẻ lo. Đây này, mình sẽ chạy về chế độ giao diện ban đầu của nó ban đầu này. Bấm vào đây này. Ok. Mình sẽ bật về chế độ USB debug nhá, vào chế độ setting này. Đây là chữ L này, theo hình chữ L này. Đấy. Xin lỗi các bạn. Mo đây là chế độ đây rồi. Đây này, vào chế độ USB debug lên này. Vào phần system và system. Vào security. Bật chế độ USB debug lên vào phần earphone. Sau đó ở phần system vision này, ở phần BU number này, các bạn nhấn vào đây vào khoảng 7-8 lần, nó sẽ tự động hiện ra, sau đó thoát ra. Thoát ra thì ở đây nó sẽ có developer option. Các bạn bật vào chế độ developer option.
vào chế độ USB debug, bật chế độ USB debug lần gỡ lỗi, có nghĩa là gỡ lỗi USB. Vào phần security, vào cần phần security. Sau đó các bạn bật chế độ ăn nâu suộc lên, bật chế độ ăn nâu suộc lên, chọn OK. OK. Bây giờ các bạn quay trở lại cái phần lúc nãy này, chú ý này. Phải chú ý thì làm theo mình mới làm được đâu, làm sai là không được. Custom này, chọn set arc này, chọn yêu sử dụng này. Bật lại này, chọn lại ngôn ngữ này, Việt Nam ít này, ở country này, thành phố Việt Nam này. Ôi xin lỗi các bạn, VNI mà, Việt Nam viết tắt là chữ VNI mà. Tất cả các website gì ấy, đây này, chọn sâu này. Enable connect PC, recharging monitor. Sao nó không được nhỉ? Mm-hmm.